nó như là không thể cử động được, nó buông ra như là máu, như là đầy nguyên cả Dũng ấy. Mọi người đang ói, đang nói lời rồi, không có thằng nào hơn thằng Nga chứ. Cái Việt Nam đó, đó nó tên Trung không, nó đứng lên chứ tại hỏi Việt Nam ông nội ngồi xuống đi ông nội bài đặt nữa, trời ơi quốc gia thằng đó nó đặt đầu không bài đặt thế. Thằng Trung nó mình nhìn ba xác chết, nó đi tới đi lùi đi xuôi đi ngược, cái tự nhiên cái nó té ngang nó chết, nó té ngang nó chết. Xong cái đi vô khám thi cái tự nhiên nói năm nay vô địch của cả thế giới đó là Việt Nam. Xong mọi người thắc mắc chứ Việt Nam mới gì, thằng kia thì bắn nè, thằng kia là mổ nè, thằng con đó là đập đầu nè, tại sao Việt Nam thắng vậy? Mọi người mới nói rằng là tại vì á thằng Việt Nam á nó bỏ tay vô quần, nó đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, nó bóp giá nó chết. Cho nên cái đó là không ăn nào gan dạ hơn thằng bóp giá luôn á. Chết mẹ nữa rồi. Chết rồi. Ôi chứ không phải ai ơi, nãy giờ tôi trưởng đâu cơ bơm tôi cứ đẩy tới đẩy lui cưa hoài nó không tới. Việt Nam thằng nói chung là mình mới quen nhau đó. Mình mới quen nhau thì mình phải bắt đầu bằng rù rì. Rù rì không, rù rì là gì? Thông dịch nhóm thông dịch liền MC mà thông dịch rù rì là gì? I don't know what you say. Okay. What the hell are you saying? Nè nghe cho kỹ, rù rì có nghĩa là mình to nhỏ phải không? Nhưng mà thật sự cuộc tình nó ngắn gọn lắm, nó chỉ có khoảng 6 cái rù à, không? Chính nhất là rù rù rì, sau đó là rù dớ. Rù dớ là gì? Là rù dớ. Đó. Không? Phải không? Nó bắt đầu cái rù thì cái rù thứ gì là rù dớ. Sau rù dớ là gì? Rù mớ. Rù mớ là gì? Là rờ mu. Ông không thấy hả? Sau khi rù mớ tới rù gì? Sau khi rù mớ là tới rù gì? Là tới rù cơ là gì? Là rờ cu. Rồi ơi, lo lo gì nhảy dữ gì lo. Sau rù cơ tới rù gì? Sau rù cơ tới rù bói. Rù bói là gì? Là rồi bú. Có vụ đéo không? Dạ, là quay lại hết rồi. Anh đi chưa ở Mỹ không? Sao mà sai nữa? Rù bói là tới rù gì? Rù bói là tới rù đói. Rù bói là gì? Là rồi rù. Nói chung là cuộc tình nó chỉ có ngắn gọn chỉ thế là bao rồi thôi. Không, nhưng mà bonus thêm một cái này, sau khi rù đói là tới rù ngói. Rù ngói là gì? Là rồi ngủ, tức là mệt quá đi ngủ. Rồi hay. Và bây giờ thì như quý vị đã biết, bên trung tâm Asia Bông Minh Hồng Đào đã từng mời một nhân vật rất là quan trọng để hài kịch, mời Loan bước ra sân khấu cỡ như thế này. Nhấn lên, vỗ tay thật lớn. Trước chị qua tới chị là qua em. Đúng rồi, tới chị trước mới em chứ. Có chị mới có em chứ. Không có. Làm gì mà có anh em muốn có qua chị. Mặt chị thì qua mặt em. Không rồi chị lo ghê chưa. Rồi bây giờ á, bây giờ là anh ở Mỹ đúng không? Thực thi đấu phải không? Rồi bây giờ vỗ tay cho Trung đi quý vị. Anh ở Mỹ đúng không? Ừ. À, đúng rồi. Anh kể chuyện, anh cũng kể chuyện. Có ba tổng thống. Ba tổng thống nó đi trực thăng. Đi trực thăng. Ừ, đi trực thăng lăng lăng. Đấy chưa, còn diễn tả hay quá. Sao nữa? Ừ, cái thằng tổng thống Nga biết nó làm gì không? Không. Ba thằng đi chung phải không? Có thằng phi cơ. À, thằng tổng thống Nga nó nói thôi tao thả bớt tên quân tử đi. Biết tại sao không? Không. Nó nước tao nhiều lắm, tao thả bớt cho nó đỡ hớ, đỡ nặng. Chưa nhớ tới, chưa xong. Chưa cười. Từ từ. Rồi tới tổng thống Mỹ là hiện tại là Obama. À nó ngồi nó nói ô mày dở mới nguyên tử mày cũng thả. Biết là nó thả gì không? Nó thả tiền đô la. Cái người mọi người ô sao mày thả tiền đô la ô nhiều quá vậy? Nó thả nguyên một cái khối đô la luôn. Cái mọi người nói ủa tại sao mày thả vậy? Ô nước tao nhiều lắm. Cái anh biết tổng thống Đức nó làm gì không? Trong thằng nước Đức á. Đức không có tổng thống. Nó chưa có xong. Bậy đi. Có thủ tướng thôi. Cái thằng tổng thống thổ á. Thổ á. Thế nguyên hơn. Cái thằng tổng thống thổ á. Ừ. Còn sao nữa? Nó thả cả đống cái thảm luôn. À sao vậy? Ai biết tại sao không? Không biết. Cái nước thổ á nó nhiều thảm lắm. Ừ. À. Ừ, cái thằng nó mấy mọi người thằng tổng thống gan nói ôi tại sao mày thả chi thảm nhiều vậy? Ôi nước tao nhiều lắm. Cái thằng tổng, cái bà Angela Merkel của tiếng Đức á. Ở đây
Biết nó làm gì à? Biết tại làm gì không? Bên lời đó, hát bên lời. Mạnh lắm, đàn bà mà ba thằng năm đó đạp ra hết. Biết tại sao không? Ôi nước tao nhiều, thằng thổ lắm, tao đạp bớt cho nó đỡ. Rửa tay đi. Rửa tay đi. Biết ở thổ, biết ở đức thổ, ở thổ nhiều người không? Không. Có ai vậy? Nhiều người đạp ra hết cái thằng luôn. Nói chung là vỗ tay lớn. Căng quá, vấn đề này căng quá. Em nên làm cái công việc mà em thường làm, đó là âm thanh được kể chuyện hài em. Mẹ nó ơi, bây giờ chị em đâu, vỗ tay chị em bước ra đây. Hả, chị em vô 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 anh đấu với hai ta vô mà cầm điện thoại trời. Vô mà cầm điện thoại vô cái đi. 1, 2, 3 Vô 1, 2 Ủa. Mau 1, 2, 3 Vô. Rồi đây em ra đây, em phải làm sao mà để cứu vớt em trai em mới được. Chứ ra đây nhanh lên. Ra đây. Bây giờ hai người chơi nước 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 không ạ? À? Hai người đàn ông luôn. Bây giờ mình phải chơi được một cái. Ok. Ok. Bây giờ cũng có ba thằng đi thi. Ok. Một thằng là Thủy Điển. Một thằng là Mỹ Đen. Mỹ Đen. Rồi một thằng là Việt Nam. Ok. Ok, bây giờ nó thì như vậy nè. Thủy Điển, Mỹ Đen, Việt Nam. Rồi. Đúng vậy. Có một con nhỏ này trời ơi nó blond đẹp lắm cơ. À vậy. Và kêu ta gọi là băm cái gì pimple, pimple cái blonde hair, blue eyes. Giống như em nữa thôi, em nói gì đó. Ờ okay. Cỡ. Giống em hay giống Mỹ Quyền. Nó cỡ nha này nè. Không phải anh quay phim á. Rồi rồi sao nữa, rồi sao nữa, rồi sao nữa. Bây giờ là nó như vậy không em được thi nhau á. Thì tôi hoài. Nó thi về cái sức mạnh, cái sức cơ, sức gì đó, sức chịu đựng của người đàn ông. Right. Ok, bây giờ nhốt cái cô đó vô phòng. Kính. Right. Bây giờ thi có ai chịu đựng được nổi cô đó. Right. Bây giờ cho cái thằng, cho thằng Thủy Điển vô trước. Rồi. To con. Thủy Điển làm nào? Đây hả? Đứng lên. Đứng lên. Thằng nào Thủy Điển đứng lên. Rồi đó, đứng lên. Okay. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Anh đảo lên, anh đảo. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Cho Thủy Điển vô đúng không? Rồi. Rồi con này. Thằng kia đó, Thủy Điển này. Tụi đẹp tuyệt vời. Cởi chân chuồng. Trời ơi. Chân chuồng, chân chuồng. À, cởi đi. Cởi đi. Ủa mòn lắm lại. Cởi chân chuồng. Đúng rồi. Nghe. Cởi chân chuồng, sao nữa? Rồi, sau đó nó bước phòng lại. Bấm bấm bấm, đổ mồ hôi. Yên xèo luôn. Ok. 20 giây ra, đổ mồ hôi luôn. Trời ơi, 20 giây nữa. Chết mẹ, Thủy Điển rồi. Cô kia, cô blonde hair, cô kia kêu bằng cho tên gì đi ta? Tên gì sexy á? Tên gì? Megan Ford. Marilyn Monroe. Ok rồi. Rồi cho vậy đi. Ok. Hồi sexy ok. That's it. 20 giây thôi. Thủy Điển. That's it. Ok. 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 Rồi xong tới. Chế nghèo Thủy Điển. Mỹ Đen, Việt Nam. Cho chồng Mỹ Đen vô trước. Chồng Mỹ Đen vô trước. Đây thằng Việt Nam nó đứng nó rung 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 rung. Mỹ Đen hả? Em đúng không? Em là Mỹ Đen. Mỹ Đen đi, Mỹ Đen đi. Em tội nghiệp chị Mỹ Quyền quá. Dương.
bóng chính à cưng, bóng chính à. David ơi, anh represent Mỹ gì kỳ quá. Việt Nam, thằng Việt Nam đoạn nào? Việt Nam đoạn nào? Chưa, nè. Ừ. Rồi, Marilyn Monroe. Từ từ, từ. Anh là Việt Nam á. Việt Nam con nhỏ này. Oh my gosh. Okay. Sao nữa? Oh my gosh, you're terrible. I trust you. Okay. You are so strong. Okay. So, Việt Nam vô cũng rung rung. Why you judge me? Không nhớ, muốn nhắc tờ leo tức lép của ai không? Represent Việt Nam không? Này sao mình làm gì hay vậy? Rồi sao? Nhỏ cái chị không nổi mở cửa ra. Không. Là á. Okay. Có thấy gì đâu? Không có ra luôn. À, cái gì? Đã quá. Đi ngang. Cái con nhỏ nó, cái thằng Mỹ Đen với thằng Huy Điển nó hỏi: mày làm gì hay vậy? Có chiêu gì chỉ cho tao với mày? Em làm gì hay vậy em? Có chiêu gì chỉ cho tao với không? Mày làm gì hay vậy? Rồi. Tiếng đồng hồ mà quá đã, ok. Quá đã đấy. Cái thằng này nó dễ thôi. Use your head. Chết cha rồi, cái đầu kìa. Ủa là sao? Em đứng dậy em lên cho em. Này tao bắn cá thì cái đầu nhỏ mẹ nó cái đầu rồi. Tả người ta quá bự. Trụi lui rồi. Cũng may là em còn tóc. Em không biết kể chuyện. Trụi lui nè. Anh kể em đẹp. Nói chung là mai mốt mà có hài mà episode khoảng 60 á mời vô đóng được. Không, mà kể chuyện là hết câu chuyện là cười an ủi chứ mất cười rồi. Cười vì tình nghĩa nha. Sau này đi show là đi vì tình nghĩa nha. Không mất cười. Kể câu chuyện nghe nè. Đó. Anh kể kìa. Lê Trân Cầu ấy. Lê Trân Cầu đi. Mày vô. Kính quý vị, và sau đây là một thí sinh kế tiếp. Anh ta đến từ Việt Nam, sang bên Lào, lẻ bên Miên và định cư bên Thụy Điển. Quý vị cho một tràng vỗ tay lớn cho anh. Tên gì? Mokura Rup. Ok, 1 phút bắt đầu. Vô. 1, 2, 3, vô. Vô. Xong rồi, không có hết. Dạ, xong rồi. Nói hả? Ủa 15 giây à? 15 giây. À, câu chuyện của tôi kể lên rất là xa xưa. Anh ơi, đây là chương trình hài chứ không phải là câu chuyện drama. Câu chuyện vui. Câu chuyện cổ tích á. Câu chuyện cổ tích rất vui. Rồi cứ kể. Hồi xưa. Ngày nay. Tôi có ông bạn nói gì? Làm gì? Mà lúc đó đời đó chưa có điện. Đốt đèn dầu. À đốt đèn dầu có bạn lắm. Cái thời đó. Sao nữa? Cái ông bạn đó là sẽ nói giờ nó bậy không phải ông bạn mà nó ông lớn tuổi. À. Ông đi qua thăm ông bạn. Ông xui. Ông bạn đi thăm ông bạn khác. Đi thăm ông bạn. Bây giờ nói đúng nha. Ông xui đi thăm ông xui mà ở cái bằng láng giềng nhưng mà cách xa xui gia một cách xa khoảng khúc này chơi năm mai nè 500 mét. Rồi vô vấn đề rồi hai ông cây bữa ra vô nhậu cây lại vô ông xui lại thăm nhậu đã cây là sao xịn quá ông đi về. Không chuyện nghe nhau rồi. Xin rồi, xin đi về. Xin đi về. Ông đi về mà ông xỉn quá, ông bước chiếc cửa, ông cái ông nằm lụi luôn. Nói anh xui, tôi về. Về được không? Được. Tôi về. Ông ra ông nằm
chiếc cửa, cái ông lăn chiếc cửa luôn. 6 năm tuổi kiểu nào anh làm thử hình tin coi. Dạ. Rồi, rồi xong nữa anh kể tiếp, năm kể, năm kể luôn. Nửa đêm bà xui ra coi đi biểu tiền mồm có tên có khán giả lên ý kiến con kể khán giả đâu bà xui đây hả bà xui trời ơi chuyện gì bà xui nghĩ nhà làm gì đấy tôi xin tâm phúc nghĩ nhà làm gì đấy biết câu chuyện ai cũng biết cái kiểu tôi nằm phải không. Rồi tiếp tục. Cái bà xui ra bà nữ đi qua đi toilet kia bà đâu có đi cầu cầu đâu qua sang bà đái rồi. À xin lỗi. Cái bà xì xè vô miệng ổng. À thì chào bà đâu thấy ổng đâu, nó cần nó đen như mực mà. Cái anh xui ơi, tôi uống hết nổi đừng ép tôi nữa. Hết rồi hả? Vỗ tay đi, có ai hiểu gì không? Thưa quý vị, hôm nay là đài Sài Gòn và chúng tôi cũng một tiếng đồng hồ à. Một tiếng đồng hồ chúng tôi là tìm nhắm tài về hài kịch mà hồi nãy giờ là có ba người này, ba người thôi bây giờ tới người thứ tư. Cô tên là gì? Dạ tôi tên Mỹ Đen. Mỹ Đen, cô đến từ đâu? Đến từ California. Mỹ Đen đến từ California. Tôi ở gần Westminster. Rồi, cô tới đây làm gì? Dạ tới đây thi hài. Thi hài, rồi chào chúng ta cho Mỹ Đen. Nãy giờ tôi tiếp chuyện mà xỉn của anh ha. Bây giờ nhậu nãy giờ là cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, xỉn mẹ thôi rồi. Bây giờ tôi chào tôi đi về nha. Mà tôi đi về đừng có cản tôi nha. Mà chết mẹ rồi, tôi mất rồi. Mất rồi. Mất gì? Toilet á. Mất cái gì? Bắt chứ bắt hả mà chứ quá đâu chứ quá đây đâu ơi. Mỹ Đen ai cũng Mỹ Đen từ để tiếp tục rồi xong rồi chứ quá đâu vẫn còn mất cái gì mất cái gì mất cái gì mất cái gì vẫn còn hả chìa khóa đâu chìa khóa đâu ai chìa khóa đây rồi không có mất chìa khóa rồi mất khóa chìa khóa có rồi chết mẹ mày vẫn mất ơi mất cái gì hả mất bóp hả mất bóp đâu bóp đây vỗ tay vô còn ai em từ cái người chịu lắng nghe nhất là ông Di Trường, trời ơi nghe mấy câu chuyện nhảm vẫn cười luôn, trời ơi hay quá, trời hay luôn. Em gái anh là người dẫn dắt chương trình của chương trình hài xuyên Việt ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi đã đến tại Sweden, tại nhà của anh Trung. Anh đã mở màn bằng một cái màn kịch khó cười cho nên tất cả mọi người bây giờ sao đó, cho nên bây giờ tôi đứng lên tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Nếu mà không có cười nữa như chương trình chúng ta dẹp, chúng ta bị ban rớp luôn á. Được không, có gì chúng ta lớn lên qua. Nói chung là thằng này trên thế gian nó rất là nổi tiếng, nhưng mà đùng một cái nó chết sớm, nó xuống dưới diêm vương. Thì nó gặp cái thằng manager ở dưới âm phủ đó. Không, manager mà âm phủ, trời ông bật rượu mà phải có manager chứ, manager đấy. Trời mình thí dụ cái anh, trời ơi thằng kia nổi tiếng quá, sao anh xuống đây sớm quá vậy anh, trời bộ mày tưởng tao muốn hả mày. Nó thôi lỡ rồi không sao đâu, thôi tao vô đây em nói anh nghe nè. Tại vì em á thần tượng anh lúc anh còn trình đó, cho nên bây giờ anh lỡ xuống sớm rồi anh chọn đi. Từng nào anh muốn em đài em vô đó là anh nói một tiếng là em đài em vô liền. Cái đây là từng thứ nhất làm gì cưng, cắt lưỡi. Trời ơi anh là ca sĩ mà cắt lưỡi làm sao anh vô đây được vậy. Xuống từng thứ hai cưng, xuống từ hai cái gì vậy cưng. Ôi mở dầu không được em ơi, nhan sắc anh đang cần mà em. Xong cái bước xuống từng thứ ba nó, ủa đang làm gì vậy hả? Trời ơi ăn uống nhậu nhẹt rồi chú dẻo quá vậy cưng, còn đánh bài nữa hả trời. Cái tuần thứ ba này là anh kết nè, cái thằng manager của Diêm Dương đấy, anh nói thiệt hả anh nói thiệt mà, trời ăn uống mà nhậu nhẹt như thế này là đông vui là anh kết lắm, cho anh vô đây đi. Vô là không ra được đâu nha anh, nhưng mà anh thích cái này anh thích, anh thích thì em cho anh vô thôi.
xong rồi vừa vô xong cái đóng cửa lại cái cặp loa ở trên á của cái tầng thứ ba là loa đã hết giờ giải lao, tất cả tập trung lại tiếp tục ăn cứt. Cái tầng ba đó là ăn cứt, ăn cứt triền miên, chỉ là giải lao mới được ăn uống thôi. Vô tiếp tục dạ em anh ơi từ dạ cho em hết bánh mì rồi để kêu em cướp đi rồi rồi bánh mì không ngát thì mau ăn thôi chưa tan gì cái tình nghĩa mà tình nghĩa mà em nhiều quá tiếp nữa không hả? Tiếp nói chung là có hai chị em gái đó cứ ở trong phòng và nói lớn lắm kìa. Cái thằng kia nó đi học về không, nó đang nghe cái tự nhiên cái em chị á nhìn em cái nói em ơi trời ơi của em nhỏ mà không có lông gì thích nè. Cái con em nó nhìn chị kỳ quá à, nhưng mà em thích cái gì to mà chị có lông. Cái thằng kia nhưng mà em chị thích lại em nhỏ mà em lại không có lông. Cái thằng nó lớn lời tai vô nó nghe xong cái nó lỡ sợ cửa nó mà nhào vô cái nhìn thấy ủa ăn học gì lộn à. Ủa hai người ăn học gì lộn á? Nãy giờ làm tôi tưởng lộn cái bàn. Hả? Ba chị em lấy chồng. Kính thưa quý vị, có một cặp mình gọi là dì Phú Ông. Phải không? Phú Ông là giàu lắm phải không? Người ta có ba đứa con, nhỏ đó tên Loan, nhỏ đó tên là... Thuy. Khanh. Thuy. Loan ra đây em. Loan là người lớn, em ra đây đi. Con lớn tên là Loan, nhỏ gì kêu là Thùy, còn Khanh là Út. Nói chung là thương vì thương con quá cho nên khi mà em qua em ngồi luôn đi à, vì thương con quá cho nên khi mà gả chồng á là phải bắt rể về nhà phải không quý vị? Đó cho nên bắt rể về nhà thì đêm thành hôn của ba đứa nó gả một lượt, một là ba đứa mà đêm thành hôn của ba đứa nó phải làm gì đó, lo lắng quá đó, đêm thành hôn mà đi rình. Thấy không? Hai vợ chồng đi rình. Wow. Cái tới phòng của con nhỏ lớn cái lén vô nghe. Tự nhiên nhỏ lớn nó cười hả. Cái bà già bà nói nhỏ này mất nết để tôi vô tôi giả nó coi. Xong cái ông già nói bà vô điên trời. Em tân hôn với hai đứa tự nhiên cái bà nhào vô bà làm cái gì kỳ quá rồi để ngày mai đi hỏi nó. Xong cái Quang Thùy là nhỏ thứ gì mà. Tự nhiên Thùy cái đây con này đây. Ông già ông lo quá, thương con quá mà. Ông lo quá, ông đừng đạp chuối vô cái ông bà già nói ông dù gì để ông gì cấm cản tôi. Phải không? Thôi, đủ rồi, ngày mai đi, ngày mai tính. Qua con Út sao? Tự nhiên qua con Út. Út đây, Út đây. Khóc gì chưa à? Im lặng luôn á. Gà tức quá, sáng sớm vừa thức dậy á, cái như là đi dân nhà cho cha mẹ cái lôi đầu con lớn. Lớn! Cha mẹ hỏi con nè. Lớn đây. Tại sao đêm tân hôn của con vui vẻ như thế này con làm gì con cười mắt nết như vậy? Nhưng lớn nó mới trả lời, nó nói là thì ba mẹ dạy con cái gì sung sướng thì mình phải cười đó. Thế à xong cái con gì chị mày cười mới mà làm gì mày khóc mắt hết gì hả? Xong thì con Thùy nó mới nói là dạ ba mẹ cũng dạy con thì cái gì đau đớn thì mình phải khóc đó. Thì con nhỏ này nó đang đau đớn xong cái đó ha. Con Út, ông cũng đây, ông đây. Cầm ra đây ba mẹ hỏi coi tại sao chị mày cười mà hai chị mày vừa cười vừa khóc mà mày lại im lặng cả đêm là sao? Nhưng Khanh nó mới trả lời dạ tại vì lúc đó ảnh dồn cho con nguyên một họng rồi đó. Tưởng cái gì? Tại vì lúc đó ảnh dồn cho con nguyên một họng rồi đó. Có con cũng cười nữa. Mặt nhỏ tự tin lắm, nhỏ ra đường. Nè Út gì mà mất nết rồi mày. Khúc đầu tưởng tin khúc sau đi vô chú vô. Căng quá, căng quá. Đức Quyên lên đi đâu rồi. Căng quá, căng quá. Chưa bao giờ mà Trường chưa bao giờ kể chuyện hài mà có phụ quả nha. À, phụ quả nha. Rồi. Rồi tới một cái câu chuyện có ba thằng lên rừng. Ba thằng lên rừng đâu? Thằng lớn đứng ra, thằng nhỏ đứng lên, mày nữa bước vô. Thằng này là miền Bắc, thằng này là miền Trung, còn cái miền Nam đứng ra nhanh lên.
đây đây đây, xí miền Bắc đây. Tôi chỉ cần minh quả thôi, ông tôi cần đứng lại đi, đứng lại đi cái gì miền Bắc sao đi cố dẹp chưa tình tình mà tạo thái Bắc Trung Nam, ok. Nói chung là ba con này nó là coi như là cả một tuần rồi, thì cũng như là cái như là cái sự chết và cái như đó nó cận kề luôn rồi, không thể nào mà sống được. Thì tự nhiên cái có một cái ông tiên xuất hiện. Ông tiên đâu, thằng nào ông tiên bước lên, ông tiên nhảy ra. Ta là ông tiên, ta thấy ba con đã lạc trên rừng một tuần, tội nghiệp ba con quá. Ông sẽ cho ba con một nguyện ước, mỗi một thằng một miệng ước. Thằng miền Nam mày muốn gì mày cứ nói chứ. Cái thằng miền Nam nó mới nói, dạ thưa ông. Con nói thật với ông chứ con nhớ vợ con quá, cho con về thăm vợ em được mà. Con nói ông mày muốn vợ mày hả? Được, yeah, biết. Yeah, vợ là con không biết. Yeah, vợ. Không chứ thằng miền Trung. Về lãnh tiền đi con. Không. Thằng miền Trung đứng đây qua tới thằng miền Bắc. Bắc, con muốn gì? Cái thằng miền Bắc nó nói, dạ thưa ông, thằng kia nhớ vợ nhưng mà con nhớ ba mẹ con lắm ông ơi. Một tuần rồi con không thể nào cứu ba mẹ con được, con nhớ ông bảo tuổi già. Thôi cho mày về, điên. Và sau đó chỉ còn, mình thằng miền Trung. Thằng miền Trung nó nói, dạ thưa ông, con nói thật với ông, một tuần qua con sống ở đây chung với hai thằng bạn, và bây giờ con chỉ có một nguyện ước, xin ông cho hai thằng khốn nạn nó về với con. Vỗ tay hai thằng quay lại. Ông cho về đấy, ông cho về đấy. Nói chung rằng là thằng này nó ích kỷ. Hai thằng kia được về. Cái thằng vỗ có đi skiing không? Gì vậy? Lạnh sao? Kỳ lạ gì? Không có. Đó là chuyện Mỹ. Đó là chuyện Mỹ. Dạ, có chuyện xong rồi. Đó có đi xì kiên. Đó là chuyện Mỹ chung ơi. Khoan. Em xin lỗi đi. Lỗi lấy tinh thần. Trời ơi trời. Tôi có ông bạn. Ông bạn nữa đây, ông bạn nữa. Ông bạn nữa. Từ từ. Ông bạn nè. Cái chuyện này cũng phải của anh này, không mà anh cứ giả bộ anh bạn ông ngoại vậy. Bạn nữa. Ok rồi, tiếp tục. Kết mẹ nhỏ. Dạ dạ dạ, cho trước khi kể chuyện, trước khi chơi cho em hỏi. Cho em đi đái. Dạ đi đái lần thứ hai nữa. Cầm bộ đi. Đâu. Tiếng trái ông bây giờ ông nội ngồi chỗ đi. Cho anh number 1 or number 2. Dạ dạ dạ, cái này number 1 anh chị. Number 1 go. Dạ. Hồi nãy đi đòi thơm. Tiếp tục đây. Có ông bạn. À có ông bạn nữa. Ông kia thì xin nó lại. Rồi cái bữa đó tôi rủ ông đi chơi, nhưng mà ông chuyên môn tục, không cho ông đòi đi theo. Nhưng mà cuối cùng ông năn nỉ, ông nói kỳ này không có nói nữa, ông im miệng suốt luôn, rồi rủ kỳ lại đi cái đám tiệc thôi nồi. Cái ông ngồi trong cái bàn nhậu á, ông im mồm suốt luôn à. Cái trong người cô hỏi tại sao cái chú này không có lời tiếng gì hết. Sao vậy? Cái là tôi dặn là không có được lên tiếng gì hết. À, không được lên tiếng. Rồi. Cuối cùng lại thôi cháu cho nói chuyện nha, sao để nó yên. Tức là tiêu tan rồi. Cái nhậu hoài, sao? Cái ngồi đó, giờ tôi cho phép đó. Ừ, rồi nói chuyện. Cái nó nhìn thấy cái con gái của người cô thì mặc quần kiểu mà dưới quê đó, trắng trẻo đồ vậy nè. Mà mặc quần kiểu sang lên đó, cái đồ trắng, cái giò trắng quá, bác sao cái giò của con của bác sao trắng quá vậy? Sao? Thì tối ngày nó mặc quần hoài, dài hoài nó trắng. Ủa bác sao hồi nhỏ con nó trong quần hoài nó cũng chân đen thui vậy? Dạ, gì thôi hả? Dạ, không.
anh ơi cho em hỏi. Gì em muốn đĩa hả? Dạ không không. Nãy giờ đái hai lần luôn, giờ tôi phải ỉ chứ. Còn bia mà hết bia rồi. Hết bia rồi, vô bia thủ nhà đâu. Bia, rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay là đêm chủ nhật và ngày mai là ngày lễ. Ngày lễ khánh thành của gì? Quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều. Ngày mai là ngày Quốc Khánh. Ngày Quốc Khánh có nghĩa là gì? Ngày Quốc Khánh có nghĩa là tôi không biết. Nhưng mà thôi, đó là ngày lễ đi. Hôm nay là ngày lễ. Cái quốc ca có thi điểm rồi. Dạ, thôi, cái chuyện đó không. Hôm nay là ngày Quốc Khánh. Chúng ta ở nhà làm gì? Thôi bây giờ chương trình hài kịch chúng ta thêm một tiếng nữa nha quý vị ha. Một tiếng nữa ha, vỗ tay lớn lên được không ạ? Để tiếp tục theo câu chuyện của anh trai đó. Dạ vâng. Thì sau khi mà kể xong câu chuyện, mọi người mới chửi nó. Trời ơi, cái đồ vô duyên, cái đồ quỷ sứ à. Tự nhiên mà nói chuyện gì mà tục quá vậy. Xong cái mọi người chửi nó, chứ tự nhiên cái có bà già mới lên tiếng. Các cháu cũng kỳ cục. Hồi nãy nó ngồi im, các cháu kêu nó nói nại, nó nói bây giờ lại chửi nó vô duyên. Xong cái thằng đó nó quay ngang. À, đĩ già này nó đúng rồi. Nó vô duyên mà. Bà bên nó cũng chửi quá luôn. Bây giờ vì vừa vì em mà câu chuyện anh được cười đó. Vô duyên tập 3. Vô duyên tập 3, Mỹ Quyền bước lên. Không, em. Cái người quay hết trơn chị mắc cỡ. Vô duyên tập 3 là gì? Cánh cửa. Nói chung rằng là sau khi một đêm hôm nay là Duy Trường sẽ được ban giám khảo của Hài Xuyên Việt mời làm mình gọi là gì? Người dìu dắt chương trình. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, và bây giờ tiếp tục chương trình. Dạ vâng. Sau đây là một câu chuyện rất là dễ thương, tiếp tục theo câu chuyện mình gọi là vô duyên. Có anh này, vợ anh biết anh vô duyên, anh tên là Trung, vợ anh tên là Thủy, đại khái gì đi. Thủy hả? Trời, anh nói thơ chơi mà cũng đúng, sao không đúng cái dấu thôi à. Thủy nói rằng là anh Trung, em nói thiệt nha, hôm nay là sinh nhật của bạn em. Anh vô duyên thì tới đó đừng có nói chuyện, khi nào em đi về cho phép mới nói nha. Nguyên cả buổi tiệc Trung nó ngồi im. Ở chồng mình hôm nay cái gì sao mà kỳ vậy chị? Chồng mình hôm nay quá dễ thương, cái đang đi bước ra cánh cửa chuẩn bị ra thôi. Trời ơi, ảnh nguyên ảnh không nói là không nói, đứng im đó luôn. Ảnh không nói nha, ảnh không nói luôn. Xong cái vợ nó mới nói rằng là anh Trung, em nói thiệt với anh Trung nha, em nói thiệt với anh Trung vấn đề này. Quý vị ơi, là trước khi ra về đó thôi, chồng ơi chồng phát biểu đi chồng, tại vì mình sắp sửa bước ra khỏi cửa rồi. Cái đấy, ủa em cho phép anh hả? Ok, thì em cho phép rồi nha, thôi anh phát biểu. Dạ em xin cảm ơn anh đã mời hai vợ chồng em tới ăn buổi sinh nhật này. Em chỉ trước khi ra về em xin cảm ơn và em xin góp ý kiến một chút xíu. Dạ mai mốt anh sửa cửa này lớn chút xíu, tại có người chết trong nhà hồn không ra được. Cái đó là chuyện vô duyên. Đã tới cửa rồi, cười đi em. Kéo dài lâu quá, nhỏ này. Nhà anh thầy mà anh được cười. Từ. Còn ai có gì nữa không thì cứ lên tiếng, còn nếu không thì tiếp mà nha. tự nhiên cái tôi bị xóa ngang cái cuốn sổ của tôi, trời nó nhỏ này, lấy lại sổ rồi cầm lên đây đứng phụ anh hả. Rồi tiếp tục chương trình cười xuyên Việt. Em tên gì? Dạ Thùy. Em tên Thùy. Em đến từ nơi đâu? Dạ Thủy Điển. Thủy Điển. Dạ Thùy đến từ Thủy Điển. Dạ. Dạ ba mẹ em người gì? Dạ người Việt. Người gì? Dạ. Ủa sao nhìn em giống Miền? Ôi xin lỗi, người em giống Lai. Dạ em Lào. Lào. Dạ. Rồi mời em kể chuyện Lào. Dạ không biết. Tôi nghĩ có Lào, cái chuyện Lào. Lào cười. Có còn đâu. Cái người cười, cái cười không ạ. Xin chân thành và cái người tiếp theo kể tiếp để ông lớp kể chuyện bao bạn nữa đó. Ủa bạn thôi. Bạn đâu? Ông thôi. Đang ngốc mà. Đóng cửa lại giống đi, bạn không ngoài mình định trong chơi bạn không? Thôi. Ôi, tao xin hai người bạn nha. Ông hỏi
bạn đó. Đó, lát vô kể chuyện không bạn đó. Nhốt thử coi lát vô có chuyện gì xảy ra không. Không chừng lát vui xíu ha. Nhốt chị không phải chị thích quá ha. Gì nữa không? À, ai muốn kể chuyện? Kể chuyện nhà chú có 7 phòng đi. Thôi, hấp dẫn không? Giỡn không? Giỡn. Vô, cái nó hấp dẫn á thì. Ngại quá đi. Thưa quý vị, và bây giờ xin quý vị giữ màn hình sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại. Rồi, tắt đi.